cặp lắc tay trên 400 triệu đồng cho nam và nữ được chế tác từ vàng nguyên khối ra AO750 đến full kim cương tại showroom của Kỳ Lân Luxury. Tùy vào size tay của mỗi người thì Kỳ Lân sẽ làm vừa vặn đúng theo size tay đó. Và hai mẫu này đều có thể là dùng được unisex. Nhưng nếu như dùng một cặp, một cái cho nam và một cái cho nữ vẫn ok. Về từng mắt dây thì hai mẫu này hoàn toàn như nhau, kích thước vàng và kim cương như nhau. Chỉ khác biệt với nhau là ở chỗ hai cái mặt. Cái mặt này có dạng hình chữ nhật và hai bên là có kim cương baguette. Ở mặt chính diện là full kim cương nguyên một bản to và có một cái logo vương miện. Và tương tự đối với mẫu này thì cái mặt thì không có to, mà cái mặt này nó cũng bằng kích thước với từng mắt dây. Và trên này thì có một cái logo vương miện nhỏ hơn. Và logo vương miện này hoàn toàn được chế tác từ vàng nguyên khối luôn, nổi lên luôn. Và mình sẽ đo cái kích thước của mặt dây lắc tay này. Và kích thước chiều dài của mặt dây lắc tay này chưa bao gồm hai bên hông là kim cương baguette là 32mm, còn chiều rộng là 18,32mm. Còn đối với mặt dây này thì vừa bằng độ rộng của mắt dây. Và kích thước mặt lắc tay này là gần 10mm. Đây là một sản phẩm cao cấp vì làm theo tiêu chuẩn châu Âu và công nghệ châu Âu cực kỳ chuẩn, không bị bọt vàng, cũng như là về độ sáng bóng của vàng, đặc biệt nó là vàng hồng Rose Gold. Thì từ vàng khối chế tác cộng với hội chuẩn là ra được cái chất màu vàng hồng chuẩn luôn, mà mình dùng hoài, dùng mãi, dùng miết thì nó sẽ vẫn là một màu chứ không có bị đổi màu. Giống như một số sản phẩm có nhuộm màu lên thì mình dùng mình sẽ bị oxy hóa, đặc biệt là trên tay một số người bị mồ hôi muối lưu huỳnh thì nó sẽ bị biến dạng, thậm chí bị oxy hóa và nó làm cho lắc tay của chúng ta trở nên đỏ. Nhiều người lầm tưởng bảo là vàng này được bả chầu để cho thể hiện sự là nó đẹp lên, nhưng không phải. Vàng bả chầu là nó bị thay đổi rồi, nó không còn chuẩn màu như ban đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy được sự chất lượng khi chúng ta đo trọng lượng, bởi vì nhỏ như vậy thôi nhưng mà rất là nặng. Và bây giờ mình sẽ cân cái này, cộng nhỏ xíu vậy thôi, cộng nhỏ này, nhưng mà một cộng này làm rất đặc, nhỏ vài thôi nhưng mà đã trên một lượng vàng rồi. Và đến full kim cương trên mắt dây này, xen kẽ với mắt dây này không có đến kim cương, tạo thành một điểm nhấn vô cùng đặc biệt. Rồi đến cộng dây thứ hai là cộng dây y chang như vậy, nhưng mà khác cái mặt thì cảm giác nó sẽ to hơn, bởi vì cái mặt dây to lắm, trọng lượng là hơn một lượng 6 vàng. Tổng hai sợi lắc tay này là trên 2 lượng 7 vàng. Và đặc biệt một chỗ nữa, đó chính là từng hột kim cương được đính trên mắt dây này cũng như trên mặt dây này. Tất cả viên kim cương này là được tuyển chọn những viên kim cương đẹp nhất trong những lô viên kim cương VVS. Và cái đặc điểm đặc biệt thứ hai nữa là khi mà đính kim cương vào đây, tức là những cái chấu này không phải đi chấu bằng tay, và ổ chấu nào đều như ổ chấu nấy, bởi vì chạy bằng máy chứ không phải móc từng hộp từng lỗ bằng tay. Hộp nào mà không đủ tiêu chuẩn, hộp nào mặc dù đẹp rồi đủ tiêu chuẩn nhưng mà đưa vào nó không đồng nhất thì mình cũng loại ra ngay. Mình chỉ tuyển chọn những viên đồng nhất với nhau về kích thước, về độ đẹp. Và để chứng minh điều đó, chúng ta sẽ dùng máy móc chuyên nghiệp chuyên dụng để chúng ta kiểm tra. Đôi khi bất thường chúng ta sẽ nhìn không thấy, không kỹ và không rõ. Đây mình sẽ soi bằng máy coi cái chấu có đúng phải là chấu đi máy không, kiểm tra vô hộp từng viên một đẹp nhất hay không. Chấu này là chạy bằng máy nên chấu nào chấu nấy nó tương đồng với nhau, và ổ hột chia tỷ lệ rất chuẩn và đều, canh cực kỳ đẹp. Và từng viên này là từng viên mà mình phải tuyển chọn lại đẹp nhất, chứ không phải là cứ kim cương là đưa vào, bởi vì đồ cao cấp là độ hoàn mỹ, độ hoàn thiện tuyệt đối, tuyệt vời nhất, thì đó mới là sản phẩm cao cấp. Rồi bây giờ mình sẽ coi đến cái mặt dây. Viên kim cương rất đều, từng viên một đều với nhau khoảng cách. Còn nếu như chúng ta làm chấu tay thì chắc chắn những chấu này sẽ không có đồng nhất, không đều với nhau, chấu to, chấu nhỏ. Và trong cái logo vương miện này thì sẽ có 3 viên kim cương vuông nữa. Hai viên kim cương vuông đối xứng này sẽ là có kích thước bằng nhau, và một viên kim cương vuông ở giữa này, ở trên cao này là to hơn. Rồi bây giờ chị Lan sẽ thử từng viên một ở trên đây. Nếu như là kim cương, cái bút sẽ phát ra âm thanh diamond. Cũng là diamond. Qua bên này diamond. Vẫn là diamond. Và sau khi mình dùng máy móc chuyên dụng, thiết bị chuyên dụng để hỗ trợ cho chúng ta kiểm định, kiểm chứng và xác thực, thì Kỳ Lân sẽ kèm giấy đã đi giám định ở những trung tâm được cấp phép chuyên giám định vàng bạc đá quý và kim cương rồi. Và
quý khách có thể đi kiểm tra lại ở những trung tâm đó hoặc những trung tâm được cấp phép giám định khác nữa. Và cụ thể đây là cái giấy mà Kỳ Lân đã giám định. Lách tay này thì bữa trước Kỳ Lân làm cho khách là cái chữ HT, mẫu sản phẩm ở showroom của Kỳ Lân Luxury, thì mẫu mới vừa hoàn thiện nên Kỳ Lân quay clip luôn. Sau khi quay clip xong, Kỳ Lân sẽ tiếp tục đi đến những trung tâm này, ví dụ như là trung tâm Doji Lab này, hoặc là BNG hoặc là SGC. Họ sẽ giám định cho chúng ta và họ sẽ ghi rất rõ chi tiết. Ở đây là lách tay kim loại màu vàng trắng hồng gắn đá. Thì bữa trước lắc tay này là ở chỗ phần này là Kỳ Lân làm bằng trắng với bằng hồng kết hợp với nhau, bằng trắng và bằng hồng 18K, và có 606 viên kim cương tròn trên mắt dây của lắc tay này. Thì ở đây giấy giám định cũng có ghi rõ luôn, 0.8, 1.5 nhân 2.5mm, kiểu chế tác ghi rất rõ, rất chi tiết. Và họ chụp hình sản phẩm lại, họ niêm phong bằng tem. Đặc biệt trên mẫu lắc tay này thì ở hai bên này là có hai hàng kim cương baguette chiếu lấp lánh rất đẹp. Bây giờ Kỳ Lân sẽ thử vào tay của mình. Nếu như quý khách mua, quý khách đeo thì sẽ đẹp như thế nào? Thì mình phải thử trực tiếp vào tay cho dễ. Một cái rảnh và một cái gờ sẽ kết nối lại với nhau như thế này, rất đẹp. Đối với lắc tay nữ này thì rất đơn giản, cầm hai đầu như thế này và xỏ vào nhau. Cái này Kỳ Lân đang làm cho nam nên là dài hơn, rộng hơn, nhưng rất đẹp. Nếu nữ đeo cũng rất đẹp. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Một lần nữa Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Và hãy ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lân, cũng như like, theo dõi trang fanpage cũng như là kênh TikTok của Kỳ Lân Luxury để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Hoặc truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những danh mục những sản phẩm mới, hoặc gọi trực tiếp vào số hotline cũng như là kết nối qua Zalo số 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng thân yêu. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.